Đến Iceland thì các bạn sẽ không chỉ được thưởng thức đặc sản cảnh đẹp mà còn được thưởng thức đặc sản mưa, gió, bão kinh hoàng. Nhiều lúc bọn mình phải ôm nhau và cảm giác là sẽ bị gió thổi bay. Không những thế, có rất nhiều đoạn đường khó đi vì nhiều ổ gà, ổ chuột. Nhiều lúc bọn mình phải ăn trong xe vì trời mưa quá to. Trước khi đi, các bạn nên check thông tin về tốc độ gió ở những đoạn đường sẽ đi qua, vì nếu không sẽ rất nguy hiểm. Hôm thứ hai đi chợ thì bọn mình có nhiều kinh nghiệm hơn.